Cuộc đời của tôi đã thay đổi kể từ khi tôi thủ vai Thái tử Tất Đạt Đa trong bộ phim Cuộc đời Đức Phật. Mặc dù tôi không hút thuốc và uống rượu, nhưng tôi không phải là một người ăn chay. Tuy nhiên, sau khi diễn xuất xong bộ phim, tôi nghĩ là tôi phải sống tốt hơn và thuần khiết hơn. Vì sau này, mọi người sẽ nhìn vào tôi như là một người miêu tả về Đức Phật, nên tôi không thể làm họ thất vọng. Tôi đã nghĩ rằng, Thái tử Tất Đạt Đa, người có mọi thứ, sẽ kế nghiệp ngai vàng, vợ đẹp, con ngoan và những tiện nghi vật chất giàu sang. Thế nhưng, Ngài đã từ bỏ tất cả vì nhân loại. Thật là khó khi từ bỏ cuộc sống làm một thái tử, nhưng Ngài đã làm vì Ngài muốn phá vỡ vòng luân hồi của sống và chết, cũng như giúp đỡ mọi người. Vì vậy, những gì tôi hy sinh chỉ là quá nhỏ. Hiện giờ tôi có một mong ước vô cùng mãnh liệt là làm gì đó cho mọi người, để thế giới được tốt đẹp hơn trong tình yêu, tình bạn và hòa bình. Đó là những lời tâm sự chân thành của nam diễn viên Gagan Malik khi anh được thủ vai Đức Phật. Trần Tiến kính chào quý khán thính giả của TCT. Trong sự nghiệp diễn xuất của một diễn viên, được đóng một vai diễn để đời, gây ấn tượng và thương nhớ cho toàn nhân loại là điều vô cùng cao quý. Gagan Malik là một trong những diễn viên như vậy. Anh may mắn được đảm nhiệm một vai diễn đặc biệt, đó là vai của một vị giác giả, Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vai diễn vinh diệu này của Gagan Malik, cùng xem vai diễn đã thay đổi anh ấy như thế nào. Không phải là diễn, bằng chính con đường khổ luyện, Gagan Malik đã vượt qua hơn 300 ứng viên để vào vai Đức Phật. Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Diễn viên Gagan Malik may mắn được trời phú cho sở hữu một hình thể hoàn hảo. Đó là ưu thế lớn để anh vào vai Thái tử Tất Đạt Đa. Ngay từ những ngày đầu công bố về bộ phim, Gagan đã muốn tham gia. Tuy nhiên, vào thời điểm đó anh đang ở châu Âu nên không thể tới thử vai. Tới cuối năm 2011, Gagan nghe nói có buổi thử vai cho nhân vật Hoàng tử Tất Đạt Đa. Anh đã đến và vượt qua hơn 300 nam diễn viên khác để có được vai diễn này. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Gagan phải chứng tỏ với nhà sản xuất rằng họ đã quyết định chính xác bằng chính con đường khổ luyện của bản thân mình để nhập tâm với vai diễn. Gagan Malik chia sẻ, có nhiều người nghĩ rằng tôi không hợp vai diễn, nhưng sau cảnh quay đầu tiên, họ tới nói với tôi rằng họ đã không tin tưởng tôi lúc đó, họ đã hạnh phúc vì đã sai. Để hóa thân vào vai Hoàng tử Tất Đạt Đa, Gagan thực hiện chế độ sống lành mạnh. Anh đã ăn chay 6 năm, giảm cân, nuôi dâu, để tóc dài. Anh vô cùng háo hức với bộ phim quốc tế đầu tiên và đã làm việc chăm chỉ để được tham gia. Những gì tôi thực hiện đều là tự nhiên, không có hiệu ứng đặc biệt. Thậm chí tôi phải nhịn đói trong nhiều ngày để cho một cảnh ngồi thiền. Kết quả là tôi mất 8kg cho cảnh đó, còn dâu thì dài tới mức ngứa không thể chịu được. Anh nói rằng anh chọn sống một mình trong suốt thời gian đóng phim, tránh xa các nam nữ diễn viên khác, ngay cả với đạo diễn và nhà sản xuất. Tôi phải sống như nhân vật tôi đóng cả ngày và đêm. Tôi luôn nói với mình rằng tôi là một người miêu tả về Đức Phật. Trước khi thành Phật, một thái tử ở tuổi niên thiếu và những năm sau này, cho đến khi Ngài 29 tuổi, Ngài đã từ bỏ tất cả một cách ngoạn mục. Và bạn biết không, tôi đã thiền rất nhiều trong thời gian đó và tôi chắc chắn đã có sự trợ giúp từ Ngài. Đức Phật là một người bất tử, với trí tuệ siêu việt và một nhân cách hơn người. Thế nhưng, Ngài đã nhập diệt. Ngài chưa bao giờ muốn được đối xử như một vị thánh hay người khác phải tôn kính quỳ lạy Ngài. Vì thế Gagan cho biết, anh có cảm giác được giúp đỡ diễn xuất trong những tình huống tâm lý bằng cách truyền cảm hứng. Khi được hỏi anh có cảm giác gì khi diễn cảnh ngồi tọa thiền bên dòng suối và sau này là niết bàn dưới cội bồ đề, những suy nghĩ gì đã đi qua tâm trí anh, liệu có giống như là đang diễn xuất làm phim hay không? Gagan Malik đã lắc đầu một cách mạnh mẽ. Không, tôi không nghĩ về việc diễn xuất. Tôi sống với phần vai diễn. Tôi là Thái tử Tất Đạt Đa, không phải chỉ là Gagan. Tôi nhập thiền. Tôi đã tăng sức mạnh của chú tâm. Tôi cảm thấy bình an. Tôi đã hỏi Ngài để được giúp đỡ khi diễn xuất.
tôi đã đi theo con đường trung đạo trong lúc diễn xuất. Sau đó tôi nghe tiếng đạo diễn nói cảnh quay đã thành công và tôi trở về với cuộc sống của mình. Giờ đây, khi tôi xem phim, tôi đã bật khóc. Gagan Malik đã thay đổi sau khi diễn vai Đức Phật. Sau cuộc phỏng vấn với Gagan Malik, một phóng viên nữ của Sri Lanka đã nhận xét nam diễn viên như thế này. Trông anh rất thư thái và dường như là có tất cả thời gian trên thế giới để ngồi nói chuyện với người phụ nữ này là tôi. Anh mặc chiếc áo thêu Sivani màu trắng cùng tông với đôi giày, nhưng điều cuốn hút tôi chính là đôi mắt và giọng nói. Đôi mắt anh y như trong phim, chú tâm nhẹ nhàng. Anh trò chuyện bằng tiếng Anh với chất giọng của người Nam Ấn. Anh không có dấu vết kênh kiệu của một ngôi sao, mà trái lại rất là khiêm tốn. Điều đó đến từ việc anh vào vai Thái tử Tất Đạt Đa. Sau khi vào vai diễn Đức Phật, Gagan Malik còn được người dân trên toàn thế giới yêu quý. Anh chia sẻ, khi bạn tới nơi nào đó mà mọi người tới nói rằng vai diễn của bạn đã thay đổi cuộc sống của họ thì thật là tuyệt vời. Gagan còn chia sẻ thêm, mục đích của tôi hiện giờ là không phải trở thành một ngôi sao vĩ đại, đó là để phục vụ. Đã đến lúc tôi phải làm gì để phục vụ nhân loại. Vì thế, không phải là trở thành một ngôi sao hay là về danh vọng. Mọi người cần một vị thầy và chúng ta cần đi tìm vị minh sư đó để người xấu có thể trở thành người tốt. Mỗi một vị thánh đều có quá khứ, mỗi một tội đồ đều có tương lai. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho mình và thế giới. Tôi là một nghệ sĩ và lĩnh vực của tôi là diễn xuất. Sự đóng góp của tôi là thông qua nghệ thuật. Tôi có thể truyền tải thông điệp về tình yêu và từ bi. Rất là dễ để thuyết giảng, nhưng đã đến lúc cần phải hành động. Người đàn ông của gia đình. Chuyển một chút đề tài về cuộc sống riêng tư của nam diễn viên. Gagan Malik thích nhất là môn cricket từ khi còn là một cậu bé. Anh chơi môn này ở Delhi và cả ở nước ngoài. Sau 12 năm chơi cricket, anh chuyển sang phim ảnh. Gagan Malik còn từng được đóng vai Rama, loạt phim truyền hình về Ramayana, sử thi Ấn Độ. Anh kể, mẹ tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới khi tôi được chọn vai này, vì bà là một tín đồ trung thành của Thánh Rama. Bà ăn chay vì niềm tin tín ngưỡng này. Anh cho biết, bà ngoại đặt tên anh là Gagan, nghĩa là bầu trời. Anh cưới cô bạn học dễ thương năm 22 tuổi. Có người hỏi đùa anh rằng, sao anh cưới vợ sớm vậy? Anh trả lời rằng, vợ tôi xuất thân trong một gia đình thương nhân ở New Delhi, phải kết hôn sớm. Vì thế tôi cưới cô ấy khi còn trẻ. Gia đình của tôi cũng kinh doanh và chúng tôi sống như một đại gia đình rất hạnh phúc. Vợ tôi than phiền rằng tôi không dành nhiều thời gian cho cô ấy. Nhưng cuộc sống là vậy. Tôi phải dùng một phần cuộc sống và thời gian của mình nhằm phát triển thế giới hoa sen để mang lại hạnh phúc và bình an cho mọi người trên toàn cầu. Họ sống ở New Delhi và thỉnh thoảng là ở Mumbai, nơi anh sở hữu một căn hộ ở đó. Thưa quý vị, người đàn ông này đã trở nên nổi tiếng và anh có đủ danh vọng, sự ngưỡng mộ mà bất kỳ diễn viên nào đều mong muốn. Nhưng anh đã không hề kênh kiệu, thậm chí vai diễn Đức Phật còn giúp anh trở nên sống chan hòa, tử tế, biết yêu thương và nghĩ cho người khác. Tâm linh có thể là điều gì đó mà nhiều người vẫn không tin và cười nhạo. Thế nhưng rõ ràng là ở sâu thẳm trong tâm hồn của con người vẫn khao khát về một điều kỳ diệu nào đó. Khi tiếp xúc với trí huệ của những bậc giác giả chân chính, nhiều người đã thay đổi. Gagan Malik là một trong số đó. Mặc dù Đức Phật đã niết bàn cách đây 2.500 năm, nhưng sức mạnh của thiện lương và lòng từ bi của Ngài vẫn đánh thức tâm linh của anh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị có suy ngẫm gì về chủ đề ngày hôm nay, xin hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chủ đề khám phá tiếp theo.